Vinh Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin chính ngay sau đây. Lo ngại tình trạng một bộ phận người dân buông xuôi chống dịch, có tâm lý chờ đến lượt mắc Covid-19 cho xong. Báo động An Giang, lãnh đạo tỉnh nhận định F0 không qua khỏi tăng cao là do một phần thiếu oxy để thở. Bình Định, cựu giám đốc sở chơi gôn giữa dịch Covid-19 xin nghỉ hưu trước tuổi. Nghiên cứu mới cho tin mừng, Omicron ít gây tổn thương đến phổi. Nhiều người đang có tâm lý mắc Covid-19 cho xong để khỏi lo lắng hoặc là muốn cả nhà nhiễm để cách ly điều trị một lúc. Đây là điều thực sự nguy hiểm. Vâng thưa quý vị, đó là những chia sẻ của Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến tình trạng tâm lý chán nản, phó mặc dịch bệnh của một bộ phận người dân hiện nay. Theo bác sĩ Dũng, 2 năm qua đi, người dân đã bắt đầu mệt mỏi và có xu hướng phó mặc Covid-19 cho số phận. Tuy nhiên, bác sĩ Dũng nhấn mạnh, mắc bệnh rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chứ không hoàn toàn tránh được. Đó là chưa kể F0 sau khi khỏi bệnh có thể gặp phải các di chứng nặng nề về sau. Đây là điều hết sức nguy hiểm. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Bình Định, cựu giám đốc sở chơi gôn giữa dịch Covid-19 xin nghỉ hưu trước tuổi. Thưa quý vị, mới đây Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định vừa ký ban hành quyết định cho ông Nguyễn Văn Dũng, vừa bị điều chuyển công tác về sở này, được nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí sớm từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước đó, trong các ngày 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8, trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, ông Dũng khi đó làm Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và 3 người khác vẫn đi chơi gôn bất chấp dịch bệnh, trái với chủ trương phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Và sau đó, vụ việc trên được phát hiện từ quy trình truy vết F0 của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Dũng từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, sau đó điều động ông này về Sở Nội vụ chờ phân công công tác. Tuy nhiên sau đó ông Dũng đã làm đơn đề đạt nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi. Cùng vì vi phạm như ông Dũng, ông Nguyễn Công Thành cũng bị Tổng cục Thuế kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động An Giang, lãnh đạo tỉnh nhận định F0 không qua khỏi tăng cao là do một phần thiếu oxy để thở. Thưa quý vị, lãnh đạo tỉnh An Giang cho rằng sở dĩ địa phương này có số ca mắc Covid-19 và không qua khỏi tăng cao trong thời gian qua là do một phần thiếu nguồn cung cấp oxy y tế. Điều đáng lo ngại khi ông Nguyễn Thành Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, theo báo cáo đến cuối tuần này, nguồn oxy y tế của tỉnh sẽ cạn kiệt nên số ca không qua khỏi do Covid-19 có thể còn tăng cao hơn nữa. Trong 24 giờ qua, tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận thêm 18 ca không qua khỏi. Số ca không qua khỏi trong tuần luôn ở mức 15 đến 25 ca mỗi ngày. Và tính đến nay, toàn tỉnh An Giang đã ghi nhận tổng cộng 32.500 ca mắc Covid-19 với hơn 1.000 trường hợp không qua khỏi. Nguyên nhân các ca không qua khỏi tăng cao là do quá tải các cơ sở điều trị ở tầng 3, gấp 3 đến 4 lần so với sức chứa ban đầu, với tỷ lệ người có bệnh nền chiếm đến 75%. Ngoài ra, địa phương cũng đang thiếu nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc kháng virus và nhất là nguồn cung cấp oxy. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lo ngại tình trạng, một bộ phận người dân buông xuôi chống dịch, có tâm lý chờ đến lượt mắc Covid-19 cho xong. Đáng lo ngại, nhiều người hiện nay có tâm lý mắc Covid-19 cho xong để khỏi phải lo lắng, hoặc là muốn cả nhà cùng nhiễm Covid-19 để cách ly, điều trị cùng một lúc. Vâng thưa quý vị, đó là chia sẻ từ Phó Giáo sư, bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Dũng cho biết thêm, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn nửa triệu ca Covid-19 trong đợt dịch thứ tư. Trung bình cứ 100.000 người dân sống tại thành phố có hơn 5.500 người nhiễm. Nhiều người cũng đã thấm mệt với việc xét nghiệm nên có suy nghĩ buông xuôi. Bác sĩ Dũng lấy ví dụ, tôi đã từng tư vấn cho một người tên là Ngọc, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức. Mấy tháng qua thì chị này thường sống trong tâm trạng thấp thỏm vì lần lượt hết người này đến người khác trong công ty dương tính với Covid-19. Đến nay thì chị này đã trải qua hàng chục lần tự xét nghiệm và cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Hầu hết đồng nghiệp, bạn bè của chị này đều đã tiêm vaccine, ai cũng mắc bệnh nhẹ và tự điều trị tại nhà, không phải nhập viện. Và chị Ngọc cũng chia sẻ với tôi rằng cảm giác như Covid-19 đang treo lơ lửng trên đầu vậy. Mỗi người xếp hàng chờ đến lượt vì ai rồi cũng sẽ bị thôi. Ai mắc trước càng đỡ phải lo. Đôi lúc cá nhân tôi mong thành F0 cho xong, cho yên tâm, trước Tết Nguyên đán thì càng khỏe. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng không ủng hộ quan điểm mắc bệnh cho xong để yên tâm hơn, bởi người mắc bệnh rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chứ không hoàn toàn tránh được. Bên cạnh đó, F0 sau khi khỏi bệnh có thể gặp phải các di chứng, được các nhà khoa học trên thế giới gọi là hội chứng COVID-19 kéo dài hoặc là hội chứng hậu COVID, với nhiều tác động xấu đến sức khỏe. Người bệnh cũng phải tốn thời gian cách ly điều trị, làm gián đoạn công việc. Đó là còn chưa kể, dù đã tiêm vaccine, không lớn tuổi, không bệnh nền thì vẫn có thể mắc bệnh và khó tránh khỏi hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh nặng. Theo Phó Giáo sư Dũng, ngoài những ảnh hưởng với bản thân, F0 còn có khả năng lây lan, làm xáo trộn cuộc sống người khác. Ngoài ra, cứ mỗi lần mắc bệnh thì virus sẽ nhân bản lên, nhiều khả năng gây ra biến chủng mới. Phó Giáo sư Dũng cũng khuyến cáo người dân cần loại bỏ ngay tâm lý muốn cả nhà nhiễm bệnh để thuận tiện cách ly điều trị một lúc, đỡ phải lo lắng phòng vệ và tốn thời gian cách ly nhiều lần về sau. Ngoài nguy cơ hội chứng COVID-19 kéo dài, nếu để nhiễm bệnh, việc chăm sóc lẫn nhau trong lúc cả nhà bị bệnh có thể không đảm bảo, đặc biệt là gia đình có bố mẹ già yếu cần hỗ trợ nhiều. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Nghiên cứu mới cho tin mừng, Omicron ít gây tổn thương đến phổi. Thưa quý vị, nghiên cứu trên mô người tại Đức cho thấy Omicron ít ảnh hưởng đến phổi, phần nào giải đáp lý do biến chủng gây triệu chứng nhẹ hơn so với phiên bản nCoV trước đó. Trong các thí nghiệm, Omicron ít gây bệnh nghiêm trọng, phần lớn giới hạn ở đường hô hấp trên gồm có mũi, họng và khí quản. Biến chủng ít gây hại cho phổi, trong khi các phiên bản virus trước đó thường gây sẹo phổi, dẫn đến khó thở. Dù vậy, phát hiện mới đi kèm nhiều lưu ý. Thứ nhất, phần lớn ca nhiễm Omicron ban đầu là ở người trẻ tuổi, vốn ít khả năng chuyển nặng khi mắc bất cứ biến chủng nào. Thứ hai, nhiều F0 từng nhiễm nCoV trước đó hoặc đã tiêm vaccine. Giới chuyên gia không rõ Omicron có ít nghiêm trọng ở người lớn tuổi, chưa tiêm vaccine hay không. Lý do Omicron gây triệu chứng nhẹ có thể nằm ở vấn đề giải phẫu. Các chuyên gia cũng phát hiện tải lượng Omicron trong mũi của người bệnh tương đương với biến chủng trước đó, nhưng nồng độ Omicron trong phổi chỉ bằng 1/10 hoặc là thấp hơn. Trong 12 mẫu phổi, họ nhận thấy Omicron phát triển chậm hơn Delta và các biến chủng khác. Giới chuyên gia cho rằng cần theo dõi, đánh giá các nghiên cứu sâu rộng. Nếu kết quả vẫn nhất quán, họ có thể kết luận vì sao người nhiễm Omicron ít phải nhập viện hơn người nhiễm Delta. Và cũng xin được chia sẻ thêm, quá trình lây nhiễm nCoV khởi đầu từ mũi hoặc là miệng, lan xuống cổ họng. Với các ca nhiễm nhẹ, virus không tiến xa hơn. Nhưng khi nCoV đến phổi, nó gây tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào miễn dịch trong phổi có thể phản ứng quá mức, tấn công cả các tế bào khỏe mạnh. Chúng gây tình trạng viêm nhiễm, còn gọi là bão cytokine, tạo ra sẹo phổi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.